Mình sắp được ăn chưa bố? Con đói lắm rồi. Con cũng đói lắm rồi. Các con chịu khó đợi mẹ thêm một lúc nữa. Nếu mẹ chưa về thì cả nhà mình ăn nhé. Vâng ạ. Mẹ về rồi đây. Con chào mẹ. Cả nhà đợi mẹ lâu không? Mua cái gì đấy? Đây nhá, mẹ mua toàn đồ nhà mình thích thôi. Phở cuối là cho bố. Còn các con, khoai tây chiên và gà rán. Yeah! Đây. Ui, không nên mẹ cho ăn đồ bẩn quá. Bẩn ở đâu mà bẩn? Mẹ mua toàn ở cửa hàng sạch thôi. Thế hôm nay nhà mình có gì vui mà mở tiệc thế hả mẹ? Mấy khi thỉnh thoảng nhà mình hưởng thụ một tí anh nhỉ. Em mua cả bia à? Ừ, lâu rồi mới liên hoan, uống tí cho vui. Cho em ăn hộ mẹ nhá. Vâng ạ. Con mời bố mẹ ăn ạ. Cũng hơi to mà. Anh to hơn nè. Con xin bố. Của anh này. Nào, cả nhà mình rô một cái nhá. 1, 2, 3. Rô. Anh ăn đi. Đây. Ngon không các con? Ngon. Ăn nhiều vào nhá. Chính ra nhà mình là hạnh phúc nhất anh nhở. Con cái đông vui, thỉnh thoảng chỉ chóe nhau lại hay. Mình có lúc không hiểu nhau rồi cãi nhau, nhưng đến cuối cùng vẫn là yêu thương nhau mà. Hai đứa, dạ. Mẹ có một nhiệm vụ tối mật dành cho hai đứa. Gì thế ạ? À? Các con có yêu mẹ không? Có. Có yêu bố quý không? Có. Mẹ cũng rất yêu bố quý, cho nên hai đứa giúp mẹ thơm bố một cái cho mẹ. Ok không? Vâng ạ. Nhanh. Đấy, đúng rồi. Rất nhiều ạ. Ôi. Mẹ thơm một cái nào. Xin lỗi bố quý nhá. Thôi, không nói nữa. Chuyện qua rồi mà. Anh ấy có gì thì phải nói với em. Vợ chồng với nhau mà cứ giấu diếm diếm thế à? Anh biết rồi. Với em, tiền quan trọng thật, nhưng em không phải kiểu người làm bất chấp. Em chỉ muốn chồng em được trả công xứng đáng với những gì anh làm thôi. Anh hiểu mà. Mọi thứ em làm vì gia đình này mà em biết, anh cũng thế. Thế nên bây giờ không được giấu giếm em đâu. Có gì cũng phải nói. Nếu việc đó không hại đến anh, tốt cho gia đình mình, em không bao giờ phản đối đâu. Anh tìm em hơi lâu rồi đấy. Anh... kỹ nhờ. Anh
Đang có nhà cửa ruộng vườn rộng rãi lại bỏ lên đây chui vào cái phòng trọ chật như cái chuồng lợn thế này. Chuồng lợn thì cũng hơn là ở với anh. Em mới lên thành phố ở mấy hôm mà giọng điệu nghe khác hẳn. Anh nghe nó không quen. Đào. Vâng, em đây ạ. Mày biết tại sao bố mày đến đây không? Em không ạ. Em tao bị cái thằng thợ sửa điều hòa mà mày gọi đến ấy cho đi lĩnh án tù. Anh ơi, em của anh là ai ạ? Thợ sửa điều hòa là sao ạ? Em không hiểu. Em tao là khách của mày. Nó gọi mày đến làm móng cho nó ở biệt thự. Điều hòa nó hỏng, mày giúp nó gọi thằng thợ điều hòa đến. Mà chính cái thằng ngu si đấy lại cho em tao đi tù đấy. Cái Đào ấy, nó đang giận ông Quý lắm đấy. Nó bảo ông không tin tưởng nó. Phụ nữ bọn vợ nhiều khi cứ hay làm quá. Đàn ông bọn anh làm gì cũng có lý do. Thấy không cần nói nên không nói. Sao chồng cứ phải bênh đàn ông ấy nhở? Nếu chồng mà cư xử như thế với vợ ấy thì vợ nổi cơn điên trong phút mốt nhá. Người nhà mà cứ coi như người ngoài. Người ngoài mà lại cùng sống chung một mái nhà, cùng sinh con, cùng cố gắng làm việc để kiếm tiền nuôi gia đình à? Đàn ông thực sự có nhiều điều khó nói. Giờ cứ chấp nhau mấy cái chuyện nhỏ nhặt chỉ làm mệt mỏi nhau thôi. Bây giờ em nhé, em thấy hai anh này đánh nhau đúng không? Thì em phải can. Bây giờ can thì em nói cái gì? Trợ lý đâu? Em đây ạ. Từ nãy giờ mà cô không để giết vào học thoại à? Dạ em... Em xin phép em ra ngoài nghe điện thoại một tí ạ. Kẻ quý. Vợ à? Anh đang ở đâu đây? Anh đang đi quay phim với cả ông Quan. Thôi, bỏ đi đừng có quay kiếp gì nữa. Sao lại không quay nữa? Rồi, chúng nó bắt đầu đi check camera khu biệt thự rồi.